Chúng ta luôn biết rằng, bên cạnh các siêu anh hùng sử dụng vũ khí công nghệ như Iron Man hoặc các siêu anh hùng đường phố đánh đấm tay chân như Moon Knight, Marvel Comics còn cho ta thấy những siêu anh hùng sử dụng phép thuật vô cùng quyền năng như Doctor Strange hay Scarlet Witch. Đối với họ, những thứ không tưởng lại trở nên dễ dàng như ăn bánh, từ những việc nhỏ như điều khiển vật thể cho đến những thứ khủng khiếp như điều khiển thực tại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Đào Bới Comics của Tentakers. Mình là Minh Dễ Thương và hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 10 pháp sư quyền năng nhất trái đất trong vũ trụ Marvel. Có một số lưu ý nhỏ trong danh sách này. Thứ nhất, danh sách sẽ chỉ tính những phù thủy mang gốc các trái đất. Vì thế, những chùm phép đến từ cõi khác như Dormammu, Sumagorath, Odin sẽ không được tính vào đây. Thứ hai, danh sách sẽ không xếp hạng mà chỉ liệt kê để tránh việc các bạn so sánh giữa nhân vật này và nhân vật khác. Thứ ba, danh sách sẽ chỉ nằm trong Earth chính là Earth 616 và không tính các phiên bản vũ trụ khác hoặc timeline khác, ví dụ như Size Snake. Cuối cùng, danh sách sẽ chỉ tính những pháp sư, chứ sẽ không tính đến những nhân vật có sức mạnh khởi nguồn từ ma thuật nhưng không sử dụng phép thuật như kiểu Ghost Rider. Ok, hãy bắt đầu thôi nào! Số 10. Brother Voodoo. Brother Voodoo, hay gọi tắt là Voodoo, tên thật là Jericho Drum. Anh học phép thuật Voodoo từ Supreme Hogan of Haiti, Papa Jumbo. Phép thuật của anh mang đậm nét tôn giáo Voodoo vùng Caribe, đặc trưng của các thuật ếm hay khả năng kết nối với các thần linh được gọi là các Loa. Sau khi Strange bị phế khỏi vị trí Supreme Sorcerer, The Eye of Agamotto đã chọn Voodoo trở thành Sorcerer Supreme mới, và điều này khiến Voodoo trở thành chủ nhân của hàng đống pháp khí bá đạo. Tuy không thể hiện quá nhiều, nhưng qua một số chiến tích, ta có thể thấy Voodoo là một phù thủy đáng gờm, đặc biệt là trong thời gian anh làm Supreme Sorcerer. Một trong những chiến tích nổi tiếng nhất của anh là việc đánh bại cả Agamotto, nhưng cái giá Voodoo phải trả là hy sinh cả mạng sống của mình. Số 9. Morgan Le Fay. Morgan Le Fay là một nữ phù thủy huyền thoại của Avalon, chị gái cùng mẹ khắc cha của vua Arthur, đệ tử của Merlin huyền thoại. Hầu hết tiểu sử của Morgan giống với phiên bản truyền thuyết. Khả năng phép thuật của Morgan là vô cùng đa dạng, từ những phép thuật tự nhiên cho đến ma thuật hắc ám, hầu như không có loại ma thuật nào mà bà ta không biết. Một vài chiến tích ấn tượng của Morgan có thể kể đến là việc phong ấn cổ thần Thorn, hay Doctor Doom cũng từng phải tìm đến cô để bái sư học nghệ. Và sau này, khi Doom bội tín với Morgan thì cô đã vác cả một đội quân quái vật đến xử hắn. Số 8. Merlin. Vị phù thủy gia huyền thoại của Anh Quốc cũng chính là người đã truyền thụ phép thuật cho Morgan, phó tá vua Arthur, tạo ra thanh kiếm Ebony Blade, một trong những Supreme Sorcerer nổi danh nhất. Không chỉ có vậy, còn tồn tại một phiên bản Merlin với danh xưng là Guardian of Omniverse, và mọi Merlin trong mọi thực tại đều là một phần hóa thân của ông ta. Merlin không thể hiện gì đáng kể, nhưng qua những danh tiếng của ông ta thì ta cũng có thể thấy vị phù thủy gia xứng đáng góp mặt trong danh sách này. Số 7. Magic, Limbo's Helllord. Magic, Ileana Rasputin, là một mutant với khả năng tạo ra các đĩa dịch chuyển và là em gái của Colossus. Khi còn rất trẻ, cô đã bị bắt cóc bởi Belasco, lãnh chúa của cõi Limbo, và được hắn dạy ma thuật hắc ám. Một thời gian sau, cô thậm chí đã thành công trong việc đánh bại Belasco và trở thành nữ chúa của cõi Limbo. Về mặt địa vị thì cô hoàn toàn có thể được xem ngang hàng với các chùm đầu sỏ máu mặt như Dormammu hay Mephisto. Sau này, Magic còn học ma thuật một cách bài bản từ Doctor Strange. Phép thuật hay được sử dụng nhất của cô chính là cây Soul Sword, được Magic tạo ra từ chính linh hồn mình. Với Soul Sword, Magic có thể đánh bại cả Belasco hay cắt đứt liên kết của Cytorak với Colossus. Soul Sword còn có thể đánh bật hay phá vỡ các loại phép thuật khác một cách dễ dàng. Ngoài ra, thì với tư cách là chúa tể của Limbo, cô nắm giữ quyền năng không tưởng với cõi giới này. Như Cytorak từng nói, thì mọi Helllord đều là bất bại trong RAM của mình. Cũng giống như Dormammu đã hòa làm một với Dark Dimension, thì Magic cũng có thể làm điều tương tự với Limbo. Số 6. Mordred the Mystic, Darkhold Power. Mordred là phù thủy tập sự vào thời Trung Cổ. Nhằm trở thành phù thủy quyền năng nhất, Mordred đã cố chiếm lấy cuốn sách Darkhold, nhưng rồi đã bị quyền năng và sự tà ác của cuốn sách khuất phục. Từ đó, Mordred trở thành kẻ phục vụ cho Darkhold và chủ nhân thực sự của cuốn sách Elder God Thorn. Khi được kết nối với cuốn sách Darkhold, Mordred có thể sử dụng toàn bộ những thần chú hắc ám khủng khiếp nhất của cuốn sách này,
Và nên nhớ, Darkhold chứa đựng mọi câu thần chú hắc ám của Chthon từ thuở khai thiên lập địa, cổ xưa hơn cả những vị thần hiện đại như Odin nhiều. Một gã không chuyên như Baron khi sử dụng Darkhold cũng có thể nhốt cả Mahadin vào một thế giới Dark Force mà không ai phá giải nổi, trong khi Mordred còn mạnh hơn thế rất nhiều lần. Chỉ với vài câu thần chú, Mordred có thể gây thiên tai trên toàn cầu, tạo ra những con quái vật khủng khiếp, hay thậm chí là đầy các vị thần Asgard quyền năng cùng cả thành trì New Asgard sang cõi giới khác. Số 5. Kalu. Kalu là đồng hương và thậm chí là người tiền bối đã đưa Ancient One đến với phép thuật đầu tiên. Hắn được mệnh danh là phù thủy ma thuật hắc ám mạnh nhất thế giới, thậm chí cần cả sự hợp lực của Ancient One và Doctor Strange kết hợp với quyền năng từ Book of Vishanti mới có thể ngăn cản được phép thuật của hắn. Ngoài những ma thuật thông thường thì ma thuật đen, tuyệt chiêu của hắn, cho phép Kalu hấp thụ năng lượng sự sống của các sinh vật để tăng cường quyền năng cho bản thân. Đây chính là thứ biến Kalu trở thành một kẻ hiếm người địch nổi. Sau khi Doctor Strange buộc phải phá bỏ tất cả các thần khí để ngăn chặn Earthona thì ông buộc phải tiếp cận ma thuật hắc ám để có đủ quyền năng bảo vệ trái đất. Chính Kalu đã tìm đến Strange và truyền dạy kiến thức về ma thuật hắc ám. Kalu sau đó đồng hành với Strange trong cuộc chiến chống lại các O-Ones, bao gồm cả chúa tể ma thuật hùng mạnh nhất đa vũ trụ, Shuma-Gorath. Số 4. Scarlet Witch, sự kiện House of M. Wanda Maximoff, một nữ siêu anh hùng khá nổi tiếng mà nhiều người biết rồi, ma thuật của cô bắt nguồn từ cổ thần Chthon và được đào tạo bởi Agatha Harkness. Do các vấn đề về tâm lý và kỹ năng, nên dù mang trong mình một nguồn ma thuật khổng lồ, nhưng Wanda rất bất ổn và không thể sử dụng nó thuần thục. Chaos Magic, nguy hiểm ở một cấp độ không thể lường trước với khả năng thay đổi thực tại. Tiêu biểu nhất chính là trong House of M, khi quyền năng của Chaos Magic giúp Scarlet Witch tạo ra một thực tại mới. Không chỉ dừng lại ở trong một vũ trụ, năng lượng ma thuật được Wanda giải phóng trong House of M đã trở thành Chaos Wave, một làn sóng hỗn mang lan tỏa trên đa vũ trụ và gây ra sự hủy diệt lên rất nhiều thực tại khác nhau. Số 3. Wiccan, Demiurge. Wiccan, William Kaplan, là tái sinh của đứa con trai mà Wanda tạo ra từ ma thuật. Và có lẽ nhờ điều đó mà cậu thừa kế khả năng thay đổi hiện thực. Ma thuật mà Wiccan sử dụng để thay đổi hiện thực thông qua việc cậu tin vào điều đó, thậm chí chỉ bằng việc lặp đi lặp lại điều cậu muốn xảy ra. Chính vì thế mà Wiccan là một trong những pháp sư hiếm hoi không bị trói buộc bởi thần chú khi sử dụng phép thuật. Chính lời cậu nói ra đã là thần chú rồi. Cậu có thể dễ dàng chế ngự tên phù thủy thượng cổ Moridan chỉ bằng suy nghĩ. Và tiềm năng của Wiccan chính là trở thành Demiurge, quyền năng có thể thay đổi mọi pháp thuật trên mọi không, thời gian, viết lại cấu trúc của thực tại theo ý thích. Tuy hiện tại mới chỉ tiếp cận vào tiềm năng Demiurge, thì Wiccan cũng có thể xóa sổ sự tồn tại của The Mother và tồn tại bên trên các thực tại thông thường như một thực thể pháp thuật cấp cao. Số 2. The Ancient One. Ancient One, Yao, là một trong những phù thủy quyền năng và thông thái nhất lịch sử, người đã truyền dạy phép thuật cho nhiều pháp sư lừng danh như Doctor Strange, Mordo hay Druid. Ông từng hỗ trợ cho Doctor Strange trong cuộc chiến chống lại nhiều đối thủ quyền năng, bao gồm cả những pháp sư hắc ám như Kalu, những chúa quỷ như Shuma-Gorath, hay thậm chí là cả những thực thể vũ trụ như The Entity. Thời còn lang bạt nhân gian, ông thậm chí từng giao chiến với Dormammu và trục xuất hắn về lại Dark Dimension, một điều mà chưa pháp sư nào từng làm được. Sau khi qua đời thì Ancient One trở thành một thực thể vũ trụ và đồng hành cùng Eternity, hiện thân của cả vũ trụ. Số 1. Doctor Strange. Là vị pháp sư hùng mạnh và nổi tiếng bậc nhất hành tinh, một siêu anh hùng vĩ đại, về tiểu sử của Strange thì chắc chúng ta không cần bàn nữa. Trong giai đoạn hoàng kim của mình, Strange là pháp sư quyền năng tối thượng, không chỉ nhờ phép thuật của bản thân mà còn nhờ vô số những báu vật pháp khí khủng khiếp mà anh sở hữu. Strange từng đối đầu và đánh bại vô số quỷ chúa hùng mạnh như Mephisto, Dormammu, Nightmare hay thậm chí là Shuma-Gorath. Vị phù thủy quyền năng này cũng từng giáp mặt với những thực thể vũ trụ như In-Betweener, Death, Eternity hay thậm chí là Living Tribunal. Thậm chí, Strange còn từng cầm chân cả Adam Warlock với sức mạnh của Infinity Gauntlet. Dù thực sự thì Adam không đánh mạnh tay, nhưng đây vẫn là một chiến tích vô cùng ấn tượng. Trên đây là top 10 danh sách những pháp sư hùng mạnh nhất của trái đất trong vũ trụ Marvel. Các bạn ấn tượng nhất với điểm nào? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé! Nếu các bạn cũng đồng ý với xếp hạng trên, hãy like, share và subscribe cho Tentakers nhé! Vì chúng mình còn nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn nữa. Mình là Minh Dễ Thương. Còn bây giờ, Tentakers xin chào! Bye bye!
Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.